được đâu. Ủa, đây là vải đâu mà vải. Quên biết nhãn. Nhãn mà. Ui, Quỳnh Nhi hôm nay đi đâu mà ngồi trong xe rùa thế này? Đi vặt dưa chuột. Vặt dưa chuột đâu? Các anh chị ơi, em Quỳnh Nhi vừa mới về đến quê ngoại mà hôm nay á, nhà bà ngoại á có một ruộng lạc các bạn ơi, nên là nhà Quỳnh Nhi ra đây nhổ lạc để về luộc ăn nè. Ở đâu? Lạc ở bên này, đi sang bên này để mẹ cho Quỳnh. Ôi! Bên này Quỳnh Nhi thấy lạc đâu chưa? Chưa. Đây, bên này là lạc nè các anh chị ơi. Đây, bên này là một ruộng lạc của nhà bà ngoại nữa nè. Đó, nhưng mà bên này chưa nhổ. Mình sẽ nhổ ruộng bên này nhá. Ruộng bên này ông bà thu hoạch được gần hết rồi. Ui, kêu ngã. Rồi mẹ bế em xuống nào. Vâng. Nhìn, nhìn. Đây là lần đầu tiên em Quỳnh Nhi đi nhổ lạc đó. Không biết là em Quỳnh Nhi có háo hức không? Ơ, nhổ bên nào? Nhổ bên này chứ. Quỳnh Nhi đi xuống ruộng đi. Dạ. Đấy, bên này ông bà nhổ được gần hết rồi. Cái này trồng trước nên là sẽ được ăn trước, còn bên kia củ chưa to. Đấy. Thế bên này là lạc nó từng nào rồi? Đây bây giờ nhổ lên thì mới biết. Ông bà thu hoạch xong, ông bà đã phơi xong rồi. Chỗ này á, để tươi như thế này luộc mới ngon. Có các anh chị nào á thích ăn lạc luộc không? Đâu, thử nhổ lên á. Mẹ ơi, nhìn này. Mẹ ơi, nhìn. Dụng hết rồi đâu? Dụng hết á. Đây bà ngoại đang hỗ trợ nhổ đây nè. Ui nhưng mà có lạc bị mọc mầm rồi mẹ này. Đây. Mưa nhiều nó mọc mầm đấy. Mưa nhiều mọc mầm mà. Em nhìn mẹ kìa. Mẹ nhổ nhiều thế mà em nhổ dụng hết này này. Ok. Ôm cho hết. Đúng rồi. Ôm cho hết cây nhổ. Nhổ nhanh nào. Rồi Quỳnh Nhi thử nhổ đi. Ở đâu? Đây đây. Cho Quỳnh Nhi thử nhổ bà. Đấy, Quỳnh Nhi nhổ đây, này đi. Cầm cả đây nhổ lên. Rồi đang. 1 2 3. Đó lên, các anh chị nhìn em nào, lại nào, mình phải làm việc đi, tối về mới ăn ngon được. Nào mẹ hỗ trợ, nào, làm sao, tay làm sao, ôi giời ơi, mỗi tí, nào. Đâu, nhớ cô cả. Một, cầm ở dưới, 1, 2, 3. Hai, wow, các anh chị khoe các anh chị đi. Các anh chị ơi nhìn này. Đây, lần đầu tiên em Quỳnh Nhi nhổ lạc nè. Rất là được nhiều củ luôn. À, vẫn biết là rũ rũ đất nè. Ôi. Đây, nhà bà để lâu quá đây này. Mọc mầm hết rồi đây nè. Thế này thì không ăn được rồi. Nhưng mà vẫn nhiều củ mà mẹ. Không sao. Đây. Dành cho nhà Quỳnh Nhi đấy. Thế bà để dành cho nhà Quỳnh Nhi nhiều thế này. Ăn làm sao mà hết được. Dài thế. Dài ơi là dài luôn. Đây, cái này phải chia ra luộc mấy bữa luôn. Nhiều củ này, mà con đấy củ bé bé mẹ nhỉ, nhìn cảm giác thấy không năng suất mấy. Thế này là được rồi đấy. Thế này là năng suất rồi, còn đòi thế nào nữa nhỉ? À, củ to nhỉ? Nhổ tiếp nào, củ thế này ra ngoài nhổ dễ dàng này. Mò này má, nào để xem nào. Wow. Được mà, vừa nãy. Đúng rồi. Vừa nãy chặt ơi là chặt. Rồi bây giờ nhổ tiếp đi. Quỳnh Nhi lần đầu đi thu hoạch mà. Quỳnh Nhi lần đầu đi thu hoạch lạc đấy bà. Ở ngoài nhà bà nội làm gì có lạc đâu mà thu hoạch, đúng không? Vâng, ở đây nhiều. Có cái chó kìa. Ôi trời, con chó đi dạo ngoài đồng ấy. Nào, tiếp tục con. Chó không bị ngã. Để mẹ mình nhổ cái này ngã. Đi. Xong rồi cho Quỳnh Nhi cái bé bé này. Ê, Quỳnh Nhi có nhổ được không? Có. Nào Quỳnh Nhi thử nào. Wow. Ơi. Không sao nha. Tí nữa về ăn tắm nhá. Các chị ơi, các anh chị đã đi nhổ lạc chưa? Các anh chị đi nhổ lạc bao giờ chưa? Nhà mẹ em Quỳnh Nhi là ở nông thôn nên là cái gì em Quỳnh Nhi cũng được trải nghiệm đúng không? Mẹ ơi, con bảo con chó con đi lang thang khi nào một hết một cái dọc đường là con chó lại đi lại. Kìa kìa, em Quỳnh Nhi thấy phát hiện ra một con cún kìa kìa. Đó. Đây, ở khoảng này á toàn là của nhà bà ngoại thôi. Nhưng mà không có nhà khác à? Không. Này, Quỳnh Nhi nhổ tiếp đi. Về nhổ ăn cho nhiều lạc. Nào, đây, nhổ củ cải. Nhổ củ lạc. Ái chà chà. Con phải cầm chặt gốc vào. Nào nào, mẹ hỗ trợ một tí.
Rồi, ok. Hai bác. Yeah. Rũ đi, rũ đi, rũ đất đi. Đấy. Xong rồi Quỳnh Nhi nhìn thấy có củ nào bị rơi ra ngoài, rụng ra ngoài thì nhặt hết nhá. Thấy chưa? À, có một củ lạc bị rơi rồi này. Ok, thế thì con nhặt vào nhá. Ô, bên này có một củ nữa này Quỳnh Nhi. Đấy. Không phải phát hiện ra chứ. Đấy, đừng để lãng phí nhá. Xong rồi, mang ra kia, mang ra xe rùa. Đấy. Ở đây là bà vừa mới vứt ra đây, tí mình nhặt đây, ở đấy. Không phải là quả lạc đâu nha. Em Quỳnh Nhi bảo là quả lạc, củ lạc nhớ chưa? Đó, nhặt hết vào. Nhặt vào cho xe rùa đi con. Đang nhiều quá, con đang cầm ốc đe cùng gì ấy. Đang củ lạc mà, nhưng củ lạc 3 viên. Củ lạc. Ok, cho vào đấy. Ok, được rồi. Xem bên này nhổ tiếp đi. Để con xem cho. Nhưng mà bố mẹ cứ nhổ đi để con xem củ lạc ở đâu. Ủa, em Quỳnh Nhi phải đi nhổ chứ, ai lại đi xem thế. Ông phải, ôi rồi này, đã hết mồ hôi rồi anh chị ơi. Em Quỳnh Nhi á, trải nghiệm đi làm nông biết bây giờ mồ hôi mồ kê thế này, hay là cho Quỳnh Nhi ở nhà làm nông với ông bà luôn, không phải ra đi học đâu. Ở nhà cho khỏe. Ra Hà Nội thì không muốn học thì cho ở nhà mà làm nông nhá. Con thích muốn học mà. Thôi đi giúp bà đi. Bà, hai mẹ con mải nói mà bà nhổ được bao nhiêu lạc đây rồi. Quỳnh Nhi nhổ một gốc nữa đi. Không, con chỉ tìm lạc bị rơi thôi. Hết lạc bị rơi rồi. Nhưng bà công nhận mệt thật luôn. Mẹ ơi, bây giờ công đoạn gì rồi? À, bây giờ là đến công đoạn là chúng ta sẽ, đây, chúng ta sẽ vặt hết các củ lạc ra thành như thế này để cho sạch sẽ đất nhá, đỡ mang cả cái này về đất lắm các bạn ơi. Mình phải để lại cái cây ở đây nhá, không phải mang về đâu. Chỉ lấy đâu củ thôi, đúng rồi, rồi đây này, đây này, để cho khô này. Để em xem em Quỳnh Nhi có biết vặt không. Vặt từng cái một, đó, cầm ở chỗ này. Nhặt đúng. Nhặt mạnh nào, rồi. Đừng có mà giật cả cái rau này nhá. Ok. Con cứ vặt vào đấy đi, xong rồi tí nữa về mình sẽ rửa sau. Đây. Để muốn ăn được là phải lao động vất vả đổ mồ hôi. Hôm nay em Quỳnh Nhi đổ hơi bị nhiều mồ hôi luôn. Đi về có ăn nhiều không? Tí ăn nhiều nhá. Ăn về. Ăn lạc luôn. Hôm nay mình chỉ ăn lạc thôi. Hôm nay về bà ngoại chỉ chiêu đãi lạc thôi. Đây, ở đằng sau này là ngày xưa cũng là cái ruộng dưa chuột của bà đấy. Ngày xưa là nhà mình quay một lần rồi đấy. Bây giờ bị vàng hết rồi, đợt 2 vàng hết rồi, hết quả rồi sao ấy. Bà vừa vặt xong rồi, bao nhiêu quả luôn. Ừ. Bà vừa đi bán, vừa về đi bán rồi. Quỳnh Nhi có sang thăm ruộng dưa chuột của bà nữa thì sang thăm. Quỳnh Nhi có đi thăm không? Không. Bây giờ mình xong công đoạn vặt lạc đã hả? Vặt lạc, cũng mà không thăm quan nữa. Không tham quan à? Chỉ ngồi vặt lạc thôi. Quỳnh Nhi chăm chỉ mà, nếu mà không vặt lạc tí nữa sẽ không được ăn đâu. Đúng không? Vâng ạ. Ok. Thế vặt điều vào tí con được ăn nhiều nhá. Đang đây mẹ hỗ trợ nào. Ôi được rồi. Đấy. Làm đi, làm như thế này thì mới có tuổi thơ đúng không các bạn? Ừ. Ui trời ơi. Nóng mệt quá. Nóng mát tại vì vừa nãy con nhổ cái đất này bắn vào mắt à? Em Quỳnh Nhi bình thường ở ngoài Hà Nội chỉ ngồi trong điều hòa thôi đúng không? Giờ mồ hôi kìa. Ôi. Làm đi, làm cho quen. Hay nào bố mang cái điều hòa ra đây bật cho con nhá. Ở đây ở ngoài trời mà không mát đâu. Bao nhiêu tiền điện nhỉ, đúng không? Vâng. Ok, lâu lắm rồi mẹ Hằng cũng mới được làm lại cái công việc này đây. Không, ngày xưa mẹ cũng làm rồi mà. Ngày xưa mẹ làm rồi nhưng mà phải mấy năm rồi mẹ không được nhổ lạc. Con chưa được nhổ lạc bao giờ luôn. Đây, cho tí nữa nhổ hết cái ruộng này xong ruộng bên kia luôn đúng không? Không. Thế được rồi, để bố đi nhổ thôi nhá. Ok, bố đi nhổ đi. Ok. Bố đi nhổ đi để mẹ với cả con. Ô, mẹ ơi, mấy cái hạt trắng không, này không cần. Mẹ tí mấy hạt này tí đấy không lấy đâu. Mẹ tí đấy không cần. Được rồi, đây, bố đi nhổ nhá. Ok, bố đi nhổ đi. Đây. Đây các bạn ơi. Đây này, có rất nhiều củ nhá. Đó, củ to lắm các bạn ạ. Đây, ở chỗ các bạn có lạc không? Lạc không biết là có bán đắt không nhỉ? Chỗ mình đây rẻ lắm các bạn ạ. Đây. Đấy, bao nhiêu củ to rồi. Cái này tía cho Quỳnh Nhi với mẹ Hằng vặt ra tối về thao mới ăn luôn. Đây. Bố ơi, thế bố nhổ bao nhiêu lần? Có nhổ mấy lần rồi đấy? Bố phải nhổ hết luống này luôn. Đây à, từ tận đây bên đầu bên kia luôn kia kìa. Anh chị ơi, nhìn này. Ôi, gì đây?
nhiều lạc chưa này các anh chị ơi. Đây, nhà Quỳnh Nhi vừa vặt xong từng này lạc về luộc thì có mà ăn đến là một tuần luôn. Cái gì cũng thấy lạc luôn. Sao em Quỳnh Nhi ăn gì đấy? Ăn hết rồi. Rồi ơi, đi vặt lạc à, chưa vặt được củ nào luôn. Xong rồi ăn hết cái này đến cái nọ. Đây, biết bà mang đất về để làm gì đây này? Có khi bà trồng cây. Chắc là thế đấy. Để em mang đây xong rồi đưa về cho bà nhá. Ok, thế em đẩy xe chứ. Em đẩy cho. Mời các bạn ăn dưa chuột nhá. Bố con Quỳnh Nhi chỉ thích ăn dưa chuột thôi. Dê à? Dê cho mẹ một miếng luôn. Để cho mẹ đi đằng sau kia qua. À? Ê anh nào. Ôi mẹ ăn hết rồi đâu. Ngon quá. Nhanh em về thôi, về nấu cơm mất tối rồi kia kìa. Các anh chị ơi, bây giờ em sẽ rửa lạc. Ok, rửa lạc để luộc nha. Ôi, wow. Nặng quá, không biết luộc từng nào đây. Ơi, lượng một ít thôi chứ rồi. Rổ còn không vừa, nên cái tầng này là được rồi. Ôi, nhiều cái này này. Tất nhiên rồi, đất mà, nhiều đất mà. Nhiều cái này á, tối nay á, ăn độc lạc thôi. Không ăn cơm à? Không, làm sao phải ăn cơm. Yeah, yeah. Các bạn ơi á, em Quỳnh Nhi á, chỉ thích không ăn cơm thôi. Đây, ông bà nội ơi, nhìn này. Ủi mẹ cho thêm nước đã. Không, cho ra ngoài đã. Không, cái đây. Con nghe ông bà nội đi. Ông bà nội này. Nhiều lạc chưa này ông bà ơi? Ông bà có ăn không để con gửi ra. Hả? Con gửi về cho ông, cho bà. Nhưng mà mẹ đang không lớn đi, không nhỏ không vừa rồi. Đây chúng ta phải trà như thế này thì đất nó ra đã. Đây. Con thấy mọc mầm này. Ôi, củ nào mọc mầm thì vứt ra con. Dạ, đừng vứt vào đấy, mình phải vứt vào thùng rác chứ, vào đấy thì tắc tống thì làm sao? Con vứt ra kia mà. Yeah. A few moments later. Các anh chị ơi, em luộc. Em luộc lạc chín rồi đây nè. Vâng, có cả. Bên này là gì? Mực. Mực khô. Mực khô nha. Đây, tên tên. Mẹ lạc xong khi đấy đi. Từ từ. Nào để thử ăn xem nha. Quỳnh Nhi thử ăn xem nào. Mời các anh chị ăn lạc luộc nha. Em mời các anh chị ăn lạc luộc nha. Tên tên đó. Ngon không? Có ạ. Ừ, lạc này mà chấm tương ớt cũng ngon đó. Vâng, tương ớt ở ngoài kia kìa. Ừ, tương ớt ở ngoài kia rồi. Ngon phải ăn nhiều vào nhá. Vâng. Vì làm nhiều phải ăn nhiều vào. Lúc chiều là Quỳnh Nhi nhổ rất là hăng say luôn. Nên là tí nữa Quỳnh Nhi phải ăn cho thật nhiều nha. Vâng ạ. Cô đấy con ăn một miếng đi. Em Quỳnh Nhi thấy cái đĩa này là hấp dẫn quá, là thèm từ nãy đến giờ luôn. Ngon không? Có ạ, nhưng mà dai. Hay làm cốc bia nhỉ? Ăn cốc bia ở đâu? Rồi, em bé tí này uống bia làm sao được, đúng không? Thôi bây giờ chào các anh chị đi. Cả nhà Quỳnh Nhi ra ăn lạc đây. Bye bye. Em chào các anh chị ạ. Bye bye nha. Hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo nha. Bye bye. Cả gia đình mình ra ăn đây. Đây, Quỳnh Nhi bye.